Mướn một cái diễn viên quần chúng nữa các bạn, nhờ cắt giùm nghe. Diễn viên quần chúng này đã đoạt giải cây kéo vàng trong đàn cắt tỉa nha các bạn. Đây là cái phần thưởng của người ta có đem qua để phải cắt. Thấy không, kéo vàng thiệt chứ bộ. Thì cái này làm bằng inox mà mình không biết inox mấy thì chắc cũng không tiện lắm. Thì ở đây sẽ có cái khung bằng kính nha các bạn. Khung kính nó sẽ che ba phía. Bên đây, bên kia và mặt trước. Còn dưới đây là hệ thống điện và tạo nhiệt cho máy hoạt động nha các bạn. Máy này là mua lại nha các bạn nên chất lượng không còn mới. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ tiến hành nướng xúc xích nhé. Nhưng mà trước khi tiến hành nướng xúc xích thì mình sẽ giới thiệu về cái bảng điều khiển này cho các bạn hiểu là những cái nút này nó có chức năng gì nha các bạn. Thì trong đây còn là chữ chữ khựa thôi. Nhưng mà mình cũng có dịch ra được một số chữ bằng công cụ á. Thì đây là máy cán xúc xích này nè. Này là số giấy phép. Còn ở đây là địa chỉ của nó. Và cái nút đầu tiên á, chúng ta là nút nguồn nha các bạn. Khi mình sử dụng mình bật nút nguồn lên. Còn hai này là cái khi mà mình bật cái này đó thì cần ánh sáng để bật đèn. Nè, mình bật cái này nè, nó có đèn nè. Bây giờ mình tắt nè. Còn cái nút thứ ba là bấm cho nó quay nha các bạn. Nè, bây giờ mình bấm cái nó quay nè các bạn. Quay, đang quay cái xúc xích nè, thấy không? Còn cái nút này theo mình nghĩ nó mắc chữ rồi, mình nghĩ là nó điều chỉnh cho nhiệt độ nó tăng giảm đó các bạn. Còn cái nút này là nó sẽ báo hiệu là nó đang ấm lên, nó đang nóng lên, nhiệt độ trong đây là đang nóng lên. Hoặc là cái này là nó nhiệt độ không đổi, giống như là chế độ nấu cơm trên nồi cơm điện mình, chế độ nút này giống như là nút đang nấu nè, nút này giống như là nút giữ ấm nè, giữ nguyên nè. Bên đây cũng giống luôn nha, nhưng mà không biết sao ở đây mắc cái nút rồi. Mà mình cũng không hiểu là tại sao nó làm hai cái này nữa, trong khi chức năng nó thì giống nhau. Thì nó chỉ đơn giản thôi. Nút nguồn, nút đèn, nút quay, tăng giảm nhiệt độ, báo hiệu cho nhiệt độ tăng lên hoặc là nhiệt độ không đổi. Này lớn nhỏ nè. Các bạn ơi, thì ở đoạn cuối chương trình thì mình sẽ quay cho các bạn xem tổng thể về cái máy một lần nữa nha các bạn. Cái máy này mình xem giá trên thị trường là khoảng hơn 2 triệu mấy các bạn. Nó cũng có loại 1 triệu mấy nữa, nhưng cái đối với cái loại này thì giá nó cao một chút. Thì nãy giờ mình có nướng một cái xúc xích nha các bạn. Thì thời gian nó cũng khá là lâu lâu. Đúng lẽ khi nướng cái này mình nên chùi rửa để nướng cho nó sạch sẽ, nhưng mà mình cái này mình chỉ nướng thử thôi bạn. Và khi mà mình nướng chín rồi đó thì cái xúc xích này mình sẽ là đem thưởng cho cái con chó yêu quý của mình nha các bạn. Đây, nướng lâu lâu nó cũng phình lên nữa. Mấy cái này cái ngàm vô đây nè, tại mình ẩu á, cái này phải vô đây nè, mà không biết nó lại